Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Các quý vị xem kinh văn trang số 123, xin lỗi, trang 23. Các quý vị xem kinh văn trang 23. Hôm qua chúng ta đang học đến cái đoạn văn kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng nếu có người nào chuyên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, đó đều là nhờ vào sức thần của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và đoạn tiếp theo trong văn kinh hôm nay chúng ta học đó là Đức Phật lại nói là nếu lại có người nào bị nước lớn cuốn trôi kịp xưng danh hiệu Ngài thì người đó liền được thoát nạn, gặp được chỗ cạn, thoát nạn gặp chỗ cạn. Đấy, cái này thì nói hai đoạn này là Đức Phật nói về đoạn là lửa và nạn nước, nạn lửa cháy và nạn nước trôi. Mà Đức Phật nói rằng nếu có người nào gặp vào nạn là lửa cháy và nước trôi, nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền được Ngài cứu giúp cho người đó sớm thoát khỏi cái nạn là lửa cháy và nạn là nước lũ cuốn trôi, hoặc là nạn gì, nạn bị đuối nước, vân vân. Trong đoạn văn kinh tiếp theo chúng ta thấy là Đức Phật lại nói này, hoặc lại có trăm nghìn muôn ức các chúng sinh đi tìm kiếm châu báu như vàng bạc, lưu ly, pha lê và xà cừ, xích châu cùng mã não, san hô và hổ phách. Khi vào trong biển lớn, giả sử bị mây mù, gió dữ thổi thuyền bè, trôi dạt vào nước quỷ, dạ xoa hoặc la sát, ác nhân thường hại người. Ở trong đoàn người đó có nhấn đến một người kịp xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì những người trong đó thảy đều được thoát khỏi các nạn quỷ dạ xoa, la sát, ác nhân kia. Vì những nhân duyên đó nên gọi Quán Thế Âm. Đó. Ở trong đoạn văn kinh này thì Đức Phật nói rằng nếu có hàng trăm nghìn muôn ức những chúng sinh hay đi tìm châu báu khi đi qua vào trong biển lớn nếu mà bị gió dữ thổi thuyền bè trôi vào nước quỷ la sát hoặc là dạ xoa hoặc là nơi mà gì mà có những kẻ ác ở thì trong đoàn thương buôn đó, đoàn đi tìm châu báu đó, nhất tâm có người sướng lên rằng và bảo mọi người rằng nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những cái tai nạn ấy đều được thoát khỏi. Ở đây ở thời xưa chúng ta biết là vì sao trong văn kinh Đức Phật lại có nói đoạn này. Vì thời xưa thì chúng ta biết là những người đi tìm kiếm châu báu thì thường là họ hay chỉ cho những người là đi buôn, hay người đi buôn. Mà những người đi buôn ngày xưa ở Ấn Độ thì thường là đi đi bằng hai con đường. Một là con đường bộ ở trên cạn đi qua các biên giới, và thứ hai thì qua con đường biển. Và đi đường biển ấy, thì lênh đênh ngoài biển như vậy. Tàu thuyền ngày xưa đâu có phải là những con tàu thuyền lớn chạy bằng 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 máy như bây giờ đâu, chạy bằng thuyền máy như bây giờ đâu, mà ngày xưa là chạy bằng gì, sức người. Hơn 2.500 năm trước chúng ta biết là chưa có máy nổ, chưa có máy phát, cho nên là chưa có thuyền chạy bằng tua bin, bằng chân vịt, nhưng mà tàu thuyền ngày xưa toàn dùng bằng sức người bơi, chèo thuyền. Thuyền lớn thì có thể hàng mấy chục, thậm chí hàng vài trăm người chèo thuyền. Cho nên nếu mà muốn đi qua từ
vượt qua cái biển Ấn Độ Dương, đi qua để sang các nước như Đông Nam Á hay Việt Nam chúng ta. Ngày xưa thì sau thời Đức Phật nhập Niết Bàn một thời gian thì có các vị thương buôn Ấn Độ sang Việt Nam chúng ta đi bằng đường biển. Họ đi lênh đênh có khi cả mấy tháng trời, thậm chí hàng năm trời thì mới tới đất nước Việt Nam chúng ta. Họ đi buôn một chuyến như vậy có khi đi đến 3 năm hoặc 5 năm mới quay trở lại đất nước. Vì đến một quốc gia nào đó thì lại đem cái hàng hóa của đất nước họ để đổi lấy những hàng hóa quý ở gì mà nước khác, thậm chí là tích chữ mua vàng bạc châu báu để mang về. Đó. Ở đây nói rằng á, những ai mà đi tìm kiếm châu báu như vậy gặp gió dữ hoặc sương mù, mây mù thì sương mù đó thổi thuyền về của người đó, những người đó dạt vào nước quỷ dạ xoa la sát hoặc là gì? Ác nhân hại người. À, nước quỷ dạ xoa la sát ở đây thì chúng ta thấy là quỷ dạ xoa la sát thuộc vốn vào cái thế giới tâm linh vô hình, không có hình tướng để chúng ta dùng bằng con mắt thịt để thấy được. Ở đây phải muốn nhìn thấy cái thế giới này, chúng dạ xoa la sát này thì phải có thiên nhãn. Hay nói nôm na như người thế gian chúng ta là phải có thần thông mới có thể, phải có thể mới khai được thiên nhãn, khai được pháp nhãn, tuệ nhãn thì mới có thể thấy được. Nhiều những người ở thế gian họ bất tín nhân quả, họ cho rằng ngoài con người hiện thực ở đời sống này chẳng có cái gì nữa cả, chẳng có thánh thần Phật tiên nào ở bên cạnh chúng ta nữa cả. Tất cả chỉ do con người chúng ta gì? Con người chúng ta tưởng tượng và tạo ra. Họ cho rằng cái gì mà thuộc về gì? Thuộc về vấn đề gì? Mắt không thể nhìn thấy, tai không thể nghe được và không thể lý giải được, hoặc mắt thấy tai nghe nhưng không thể lý giải được. Hoặc là những cái thế giới bên cạnh chúng ta về cái, ví dụ cái hiện tượng ở trong vũ trụ quan, thế giới quan của chúng ta không thể lý giải được, thì những cái người mê tín họ dựng lên thành cho cái truyền thống, truyền thuyết và truyền thống của tôn giáo. Cái này cũng có thực tế này, ở trên thế gian chúng ta thấy cũng có rất nhiều những tôn giáo lợi dụng vào cái niềm tin của người dân. Họ dựa vào một số những cái truyền thuyết hoặc là dựa vào những cái gì nó hiện, những hiện tượng bí ẩn chưa thể lý giải ở trên thế giới này. Họ cho rằng cái đó là một đấng thần linh nào đó, một đấng tạo hóa nào đó tạo nên cái điều đó, và họ thành lập lên một cái đức tin tôn giáo. Ví dụ như mà một số các quốc gia ở trên thế giới này, khi mà họ chưa lý giải được là con người vì sao, từ đâu mà đến, thì chúng ta thấy có rất nhiều thuyết gì? Có rất nhiều thuyết là con người gì? Như ở Ấn Độ thì có một tôn giáo, họ cho rằng gì? Con người thì gì? Từ chuột mà thành, mà tiến hóa thành. Cho nên thủy tổ của loài người đó chính là chuột. Vì vậy ở Ấn Độ có một cái tôn giáo gì? Họ thờ gì? Tôn thờ các loại chuột. Và ở trong ngôi đền đó thì chuột chung nhúc. Hôm nọ chúng tôi đi Ấn Độ nhưng không có thời gian để đến thăm cái ngôi đền thờ đó. Nhưng chúng tôi xem ở trên phim và một số các phim tư liệu, một số các quý thầy đi có ghi lại đến cái ngôi đền thờ chuột của cái tôn giáo đó. Họ cho rằng thủy tổ của loài người là chuột, cho nên họ nuôi chuột ở trong cái nhà thờ đó. Rồi cũng ở Ấn Độ, khi họ chưa lý giải được con người vì đâu mà có, từ đâu mà đến, thì cũng có một tôn giáo khá là nổi tiếng ở Ấn Độ, đó chính là đạo Hindu. Họ cho rằng thủy tổ của loài người đó, đầu tiên thủy tổ của loài người đầu tiên đó là từ con bò mà tiến hóa thành.
Cho nên cái tôn giáo này họ thờ gì? Họ rất là tôn sùng gì? Tôn sùng bò. Cho là đấy là một vị thần hóa thân của gì? Của họ. Và là thủy tổ của loài người. Rồi chúng ta thấy ở trên thế giới không chỉ Ấn Độ mà đặc biệt là các quốc gia châu Âu, mà cho đến bây giờ các nhà khoa học châu Âu đại đa số họ đều cho rằng gì? Thủy tổ của loài người là gì? Là loài khỉ tiến hóa mà thành. Do loài khỉ tiến hóa thành. Và còn ở châu Mỹ và châu Phi thì có một số các đức tin tôn giáo của một số các quốc gia đó, họ cho rằng thủy tổ của loài người là loài cá sấu. Cá sấu chính là thủy tổ của loài người, lại theo một số các đức tin như vậy. Rồi còn nhiều, rất nhiều các đức tin tôn giáo ở trên khắp thế giới, họ cho rằng loài người từ đâu mà tiến hóa lên, thủy tổ của loài người là gì đó, vân vân, rất nhiều. Còn quan điểm của Phật giáo, Đức Phật nói rằng á, con người của chúng ta, thủy tổ của loài người chúng ta chính là gì? Ở cõi trời Phạm Thiên đi xuống. Từ cõi trời Phạm Thiên đi xuống. Cách đây khoảng độ tầm 200-300 năm về trước, đến trăm hơn trăm năm về trước, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu lịch sử châu Âu họ không tin cái điều đó. Và họ đánh đồng Phật giáo chúng ta cũng như là các tôn giáo khác mơ hồ, trừu tượng và cái gì không thể lý giải được. Cho nên á, Phật giáo chúng ta dựng lên là một ông Phật như thế, rồi nói thủy tổ của loài người là gì? Là từ cõi trời Phạm Thiên đi xuống. Nhưng bây giờ khoa học mỗi ngày một phát triển, chúng ta thấy cách đây khoảng 200 năm trước làm gì có chuyện mà bay máy bay vù vù trên trời, làm gì có, làm gì có chuyện mà gì? Con người ở trái đất chúng ta có thể du hành lên mặt trăng, rồi tiến tới là lên các vì sao. Nhưng bây giờ bằng cái sự phát triển hiện đại của khoa học, của công nghệ, bây giờ chúng ta thấy con người chúng ta đã đặt chân để lên mặt trăng, và thậm chí đã sống ở ngoài gì, sống được ở ngoài không gian vũ trụ của chúng ta. Và nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu về cái bước tiến của khoa học kỹ thuật của thế giới, chúng ta thấy gì? Trung tâm NASA của Mỹ và các nhà nghiên cứu vũ trụ của Nga, rồi bây giờ là cả Trung Quốc nữa, họ đang có cái dự kiến là một trong thời gian tới nữa thôi, họ có thể đưa con người lên gì? Sinh sống ở trên mặt trăng. Rồi tiến tới xa hơn này, họ đang nghiên cứu tới một cái vì sao nào đó mà có thể có cái khí hậu hoặc là nó tương tự hoặc là gần giống như trái đất của chúng ta, rồi họ đưa con người ta đến cải tạo để sinh sống ở thế giới đó. Cho nên cái điều này á, khoa học càng phát triển bao nhiêu, chúng ta thấy lại càng lý giải rõ hơn lời dạy của Đức Phật trên 2.500 năm về trước. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài nói rằng ngoài thế giới chúng ta đang sống này, trong Kinh Phật gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu, hay còn gọi là cõi cõi Nam Diêm Phù Đề, nói nôm na chúng ta gọi là trái đất của chúng ta. Ngài nói trong Kinh Hoa Nghiêm rằng á, còn có chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới ngoài trái đất của chúng ta này. Mỗi thế giới có sự khác biệt nhau đi đến rất nhiều. Có thế giới thì có chúng hữu tình sinh sống, có thế giới thì
chỉ có chúng vô tình sinh sống. Thiếu tình tức là gì? Tức là con người, trâu bò, chó lợn, mèo gà vân vân đó. Vô tình tức là gì? Tức là chỉ cho có cây cối thôi, cây cỏ thôi sinh sống. Có thế giới thì chỉ có sự sống gì vô hình, tức là gì? Thế giới tâm linh không dùng bằng con mắt thường mà nhìn thấy được. Thế giới đó có thể ở trên thì gọi là quái gì? Quái thần tiên. Ở dưới thì có thể gọi là gì? Quái ngã quỷ và quái địa ngục, ma đói. Đó, chúng ta bảo là có ma hay không có ma. Nếu chúng ta bảo có ma thì ai nhìn thấy con ma nói gì? Mắt xanh mỏ đỏ, tóc dài, tóc ngắn ra làm sao? Nóng lạnh sờ soạng nó ra làm sao? Bảo giải lý giải thì chắc chắn rất nhiều người không thể lý giải được con ma nó ra làm sao. Nhưng bảo hỏi rằng có ma hay không thì khá nhiều người trải qua những cái trải nghiệm trong cuộc sống này, họ bảo là có ma. Ví dụ như trường hợp, rất nhiều trường hợp ở chùa chúng tôi thường gặp, có những người ốm đau bệnh tật lâu ngày không khỏi, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác không khỏi, thậm chí là có người còn điên khùng loạn tâm, kêu gào khóc lóc, rồi chân tay co quắp đưa đến chùa. Thế vậy chúng tôi theo lời Đức Phật dạy, đây có thể là do cái nghiệp ở đời trước họ gieo tạo, cho nên nay bị oan gia trái chủ gì nó báo oán, hay là do gì, do phạm một cái điều gì sai lầm với các gì, các thần linh, các vị thánh thần ở trong tam giới này, cho nên bị quở trách, bị quở mắng, cái mình gọi là bị phạt, nôm na theo thế gian nó gọi bị phạt, bị quở trách, bị mắng, bị phạt, lên tụng biến kinh làm lễ cho họ, xin một chút cái nước cúng ở trên này, ban thờ Phật cho họ uống, uống xong có trường hợp khỏi ngay sau lúc ấy luôn. Có những trường hợp dần dần thì khỏi một vài đồng tiếng đồng hồ sau mới khỏi. Có những trường hợp thì lành dần một vài ngày hoặc một vài tuần sau mới khỏi. Nhưng có khá nhiều trường hợp uống vào khỏi ngay. Đấy, những cái trường hợp như vậy, nếu chúng ta bảo không có ma thì chúng ta bình thường, chúng ta không làm sao. Do cái đời trước kiếp trước chúng ta thì cũng có tạo duyên tạo phúc, nay chúng ta được thân thể khỏe mạnh, âm dương ở trong gì? Thân thể chúng ta được điều hòa, nghiệp chướng của chúng ta thì ít, cho nên không bị các loại yêu tinh quỷ mị nó dựa thân hoặc nó báo oán, nó không làm gì được mình thì mình thấy là bình thường. Thì chúng ta thì cho cái chuyện đó là chuyện này, có thể có người còn ngông cuồng nói là chuyện đó cho chuyện hão huyền, đó là chuyện không tưởng, vân vân. Nhưng đối với người mà họ bị bệnh kia, và người thân của người nhà bị bệnh kia, họ đã chăm lo thuốc thang hết bệnh viện này đến bác sĩ khác cho người bệnh mãi không khỏi, nay đến nhờ nhà chùa hoặc nhờ các thầy pháp chỉ có một đàn lễ thôi, tiếng hai tiếng đồng hồ thôi, mà người nhà của họ thì khỏe mạnh, khỏi bệnh, trở lại gì bình thường để đi ăn đi làm. Chúng ta bảo họ không tin làm sao được. Hôm nay tôi mới đọc thêm một cái bài báo, có một cái vị viết cái bài báo đả phá cái chuyện là gì? Nhân dân Việt Nam đầu năm đi lễ chùa, lễ đình, lễ đền, lễ miếu, lễ phủ, họ cho rằng tất cả những kẻ đó đều là những kẻ mê tín dị đoan, ngu si đần độn. Các vị vào tìm một cái bài đó, hôm tôi mới đọc ngày hôm nay. Rồi họ viết rất nhiều. Cái bài viết đó, cái tác giả đó viết rất nhiều về kể cả gì? Đền Bà Chúa Kho, rồi đền Đức Thánh Trần. Nó đả phá, họ cho rằng tất cả những cái kẻ đi lễ đền Bà Chúa Kho, đầu năm đi vay, cuối năm đi tạ, đó là mê tín dị đoan. Tác giả bài viết nói rằng có rất nhiều người bạn là đại gia,
là tầng lớp tri thức trong xã hội, mà còn gì, còn có một cái niềm tin mê mờ như vậy, mù quáng như vậy. Thậm chí có những lúc cái tác giả đó còn nói những cái lời phê phán nặng nề, rồi phê phán cả gì, cả những người đi lễ và xin ấn ở đền Trần. Phê phán rất nặng nề. Các quý vị có thể vào trong mạng để tìm cái bài viết đó. Và cũng có khá nhiều những người đồng chung quan điểm với tác giả bài viết đó, nói rằng tác giả nói rất là đúng. Ở đây theo chúng tôi thì cái vị đó viết cái bài viết đó nó chỉ ở một khía cạnh, cái góc nhìn của vị đó thôi. Vị đó không hiểu được những cái giá trị, cái nhân văn của cái việc gì đi lễ đình, lễ đền, lễ miếu, lễ chùa đầu năm của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tất nhiên cái gì mà thuộc về mê tín dị đoan thì chúng ta gì cần phải đả phá và loại bỏ. Nhưng không phải là tất cả những người đi lễ đầu năm, vị này viết cái bài viết đấy, các vị cứ đọc mà xem, gần như tất cả đều là mê tín dị đoan, đều là kẻ ngu si vô trí. Tác giả cho như vậy, cho là những người đi lễ là như vậy. Chúng ta biết rằng trong kinh Đức Phật nói rằng cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt, tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nếu cái việc đi lễ đầu năm hay là đi lễ đi đình đền chùa miếu mạo mà không đem lại cái lợi ích gì cho người dân thì tự nó sẽ diệt thôi. Tự nó sẽ diệt thôi. Họ đi lễ mà tâm họ không an, họ đi lễ mà cái gì, cái ước nguyện, tâm nguyện của họ không đạt được một cái mục đích gì thì xin thưa với tác giả bài báo này, không bao giờ gì có ai đi lễ nữa cả. Đình chùa miếu mạo sẽ trở thành nơi gì, nơi phế tích, và sẽ biến mất ở trong gì, ở trong đời sống của nhân dân mà thôi. Đây là tôi đang nói gì, nói về cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh ở trong cái nét đẹp văn hóa truyền thống của gì, của người dân Việt Nam chúng ta. Đi lễ đầu năm đâu phải là việc xấu. Đảng, nhà nước, chính phủ của chúng ta, cái ngày giỗ tổ Hùng Vương gì, còn đặt cái vấn đề gì, cái ngày giỗ tổ đó là gì, ngày quốc lễ cơ mà, để làm gì? Nếu đi lễ mà không có một cái gì lợi ích á, thì tại sao Đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội chúng ta thì lại cho nhân dân cả nước nghỉ vào cái ngày quốc lễ ấy? Đó là mê tín dị đoan đấy. Nếu mê tín dị đoan thì bảo gì cả cái đất nước này đều mê tín dị đoan đấy. Cho nên á, khi chúng ta muốn đặt ngoài bút viết lên một cái gì đó mang cái tính là gì, phổ cập ở trong xã hội, thì phải suy nghĩ cho nó kỹ. Đừng có đem cái quản kiến của mình để nhìn nhận những cái gì, đánh giá cái gì chúng ta chưa thông, chúng ta chưa hiểu và chúng ta chưa rõ. Đừng có để một ngày nào đó khi mà chúng ta gì mắc cái quả báo, nằm rên ở trên giường bệnh, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong, khi đó ăn năn hối lỗi cũng khó mà có thể kịp thời được. Cho nên theo chúng tôi, cái vấn đề mà nhân dân Việt Nam chúng ta có truyền thống đầu năm đi lễ
ở cửa Phật, cửa Thánh, cửa đền, cửa miếu, cửa phủ. Cái thứ nhất là để cho cái tâm của họ gì được an. Cả năm 360 ngày thì phải ít nhất phải khoảng độ tầm gì, khoảng độ 300 ngày họ làm lụng, lao tâm khổ tứ, vất vả, làm cật lực quần quật cả năm, từ ngày thứ bảy chủ nhật và một số những ngày nghỉ ra, thì mới có mấy ngày Tết là những ngày ngày họ được nghỉ. 30 mùng 1 ở nhà Tết với gì? Với gia đình. Mùng 2 mùng 3 Tết với gì? Với bạn bè, với thầy cô. Thế còn vài ngày nghỉ nữa thì họ phải đi gì? Họ phải có một cái hoạt động gì đó cho cái tinh thần của họ thoải mái. Đây xét về gì? Về cái vấn đề xã hội thì chúng ta thấy cái tinh thần họ thoải mái trước khi họ bước vào tiếp tục cho một năm gì? Lao động vất vả nữa. Một năm cống hiến nữa, một năm công việc đang chờ đón họ trước mặt nữa. Còn cái việc họ đi lễ được hay không thì cái này chỉ có gì? Trời, thần, Phật, Thánh mới biết được thôi. Tôi không biết được. Tác giả nhà báo chắc chắn không biết được. Và tất cả chúng ta cũng đều không biết được. Nhưng cái người mà họ đi lễ đó, chỉ có những người đó mới biết họ được cái gì. Họ được cái gì họ mới biết được. Trước mắt chúng tôi lấy đơn cử, tâm họ thấy an trước khi bước vào chiến đấu cả gì, cả một năm ở phía trước, biết bao công việc bộn bề. Họ thấy ồ, năm nay đầu năm đã đi lễ Phật, lễ Thánh, lễ các vị có công với quốc gia, với dân tộc. Họ thấy là thanh thản, để cho cái gì? Sự nghiệp công danh của họ một năm họ yên tâm để họ làm lụng. Chúng ta biết mà, nhìn lại lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta một chút gần đây thôi, nếu đi lễ mà không có lợi ích gì thì tự hỏi cái vị lãnh tụ tối cao nhất của đất nước này, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta nhớ là một lần này, bác đi lễ ở, đi lên thắp hương ở đền Hùng, thắp hương xong bác ra ở ngoài sảnh, ở ngoài hiên, và bác ngồi với mấy chú bộ đội và những người dân, bác nói cái gì nhỉ? Các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau gì giữ nước. Rồi các quý vị đến chùa Quán Sứ mà xem bức ảnh năm 1963, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc kính yêu của nhân dân chúng ta đây, cùng với Tổng thống Ấn Độ lúc bấy giờ là đến gì? Đến thắp hương và lễ Phật tại gì? Tại chùa Quán Sứ. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi nói thêm như vậy để các Phật tử chúng ta, và Phật tử thì có thể có niềm tin rồi, còn những người mà chưa có niềm tin hoặc là chưa đủ nhân duyên hoặc là còn đang nghi ngờ thì biết đâu đó sau cái khi mà gì bài nói chuyện của chúng tôi này, họ đi tìm hiểu, đi nghiên cứu và nhờ một cái duyên lành nào đó gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, họ có thể được bừng sáng và thấy được chân lý đâu là tà, đâu là chính, chứ không thể vơ đũa cả nắm như thế. Không thể nói rằng tất cả những người đi lễ đình chùa miếu mạo đều là gì mê tín dị đoan, cầu xin thánh thần thế này thế nọ thế kia. Các vị nếu đọc cái bài viết đó thì chắc chắn rằng gì? Đại đa số những người có tín tâm với Phật pháp, với các vị thánh, các vị thần ở đất nước này cũng như trên thế giới, họ sẽ không bằng lòng với cái cách viết của, cái cách nhìn quản kiến, biên kiến của gì? Của tác giả bài báo ấy. Cho nên ở đây cũng nói thêm như vậy để cho các quý vị có duyên thì có thể tin tâm thêm, chưa có duyên thì chúng ta nên đi tìm hiểu, nên đi nghiên cứu lại. Ở ngay trong ngôi chùa Khai Nguyên này, mấy năm nay á, có khá nhiều những bậc
phụ huynh, tức là cha mẹ của gì, của một vài đệ tử của tôi. Lúc đầu khi mà đứa con trai, đứa con gái của các quý vị ấy đến chùa tham dự các khóa tu cho lớp trẻ, cho các bạn sinh viên và học sinh ở chùa, rồi các em nói gì, phát khởi cái tín tâm học Phật, tin Phật, học Phật và tu theo Phật, niềm tin ấy đã đến lúc gì, chín muồi. Các em nó phát nguyện xuất gia, ngỏ lời với bố mẹ, với ông bà, với người thân, gần như tất cả cả nhà không ai đồng ý cả, đặc biệt là bố mẹ, đều cho rằng đứa con trai, đứa con gái nhà mình bị bỏ gì, bỏ bùa mê thuốc lú. Vì các ông sư ở chùa Khai Nguyên và mấy thầy ở, mấy vị quý thầy ở chùa Khai Nguyên đã bỏ bùa mê thuốc lú và dùng những cái gì, tà thuật để làm mê hoặc con trai con gái của họ. Thậm chí có những gì, có những đấng cha mẹ còn làm đơn kiện cáo chúng tôi nữa, nói chúng tôi là lừa đảo, nói chúng tôi là gì, là chùm buôn người, nói chúng tôi là ông chủ của đường dây buôn người sang Trung Quốc để bán nội tạng, đề nghị công an vào là điều tra và bắt khẩn cấp ngay. Có hai trường hợp, ít nhất cho đến thời gian này có hai trường hợp viết đơn kiểu như thế. Nhưng các quý vị biết không, cho đến bây giờ, sau khi khuyên con mãi không được thì vẫn phải chiều con để cho con xuất gia theo tâm nguyện của nó. Bước đầu cũng đau lòng lắm, chúng tôi biết bước đầu người làm cha làm mẹ như thế cũng đau lòng lắm, khổ sở lắm, thậm chí là đi ra đường còn không dám ngẩng mặt lên nhìn bạn bè, nhìn họ hàng, nhìn hàng xóm láng giềng. Vì sao? Vì cứ thấy họ xì xào với nhau là gì, tự mình lại tủi thân, nghĩ rằng mình không dạy được con, không nuôi được con, để cho con nó phải gì, đi tu ăn nhờ ở nhờ và nương nhờ cửa Phật, là gì? Đây là một điều sỉ nhục nhất trong đời người. Một số những đứa làm cha làm mẹ nghĩ như vậy. Ngày xưa bà cụ tôi xuất gia, bà cụ tôi cũng bị hàng xóm láng giềng, thậm chí là gì? Ông bác cả, anh trai của mẹ tôi cũng nghĩ như vậy. Họ hàng đằng nhà ngoại nhà tôi cũng phần lớn nghĩ như vậy. Cho mẹ tôi đi đâu quả thật là đi ăn cỗ ăn vàng là vội vội vàng vàng để ăn cho nhanh xong là đứng dậy về luôn, không dám ngồi nán lại để uống nước với họ hàng, với bạn bè, với mọi người nữa. Sợ họ sỉ nhục, sợ họ nói lên những cái câu gì mà đấng làm cha làm mẹ không chịu được. Thì tôi nghĩ rằng người làm cha làm mẹ của các vị đệ tử của tôi bây giờ, tức là ngày xưa khi mới xin xuất gia thì cũng thế thôi. Người làm cha làm mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng mong cho con cái nó làm theo ý nguyện của mình, nghĩa là sao cho nó học hành đến nơi đến chốn, lớn lên, trưởng thành, lo cho nó gì, có nơi chốn, con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng, có cháu nội, cháu ngoại bồng bế, sum vầy gia đình bên cạnh. Đó là cái hạnh phúc lớn nhất của đời người khi chưa biết đến Phật Pháp. Thì họ cho rằng đấy là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Đó là gì? Con trai cưới vợ, con gái gả chồng, có cháu nội, cháu ngoại đàn đốm sum vầy. Đó là hạnh phúc lớn nhất của đời người khi chưa được học Phật Pháp các quý vị. Ở thế gian nó cho điều đó là hạnh phúc nhất khi chưa học được, chưa hiểu và chưa học Phật Pháp. Nhưng thực sự học và hiểu Phật Pháp rồi, họ sẽ thấy rằng còn có một cái, một điều hạnh phúc hơn, hạnh phúc hơn rất rất nhiều. Khi mà có một đứa con trai lớn không lấy vợ, một đứa con gái lớn không gả chồng, mà cho vào gì? Vào cửa Phật để xuất gia tu đạo. Mới buổi sáng hôm nay có một bà mẹ, có một của sư cô ở trong chùa này cùng với gia đình nội ngoại lên lễ Phật nhà dưới Hà Nội. Cô bây giờ cũng đi tu ở trong miền Nam, tu tại gia nhưng mà vào tu nương vào một chùa trong đó để cùng với đạo tràng tu tịnh độ ở trong một cái chùa trong Vũng Tàu. Bà mẹ của sư cô ở trong chùa đã lên chúc Tết lễ Phật và chúc Tết mừng tuổi chúng tôi ạ.
Chúc Tết xong bà mẹ nói rằng gì? Bạch thầy, thật may mắn và hạnh phúc cho gia đình nhà con. Đó là được gì? Thầy độ cho con gái của con gì? Biết tới Phật Pháp, biết xuất gia và biết tu hành. Nhờ vậy cho nên bây giờ gì? Con và gia đình nhà con mới biết đến Phật Pháp, con mới được tu hành như bây giờ. Đây là điều gì? Điều hạnh phúc nhất của cuộc đời của con. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con đó chính là gì? Là con gái được xuất gia, con được biết đến Phật Pháp, gia đình được biết đến Phật Pháp. Nhưng các quý vị biết không, chính cái vị này á, ngày xưa khi con gái mới đi tu cũng phản đối mạnh lắm. Thậm chí mẹ con gì còn giận dỗi nhau nữa. Đó, còn giận dỗi nhau nữa. Nhưng bây giờ hiểu Phật Pháp, được học, được tu rồi á, thì nói lời thực tựa đáy lòng mình là gì? Là chân thành tri ân và cảm ơn gì? Cảm ơn thầy đã độ cho con gái của vị ấy được xuất gia. Nhờ đó dần dần con gái cảm hóa dần dần, mà mẹ cũng được học Phật và buông bỏ hết. Nhà cửa đàng hoàng ở Hà Nội, nhà lầu, cuộc sống rồi dư giả. Nên khi Phật Pháp đã buông bỏ hết để vào trong Vũng Tàu để nương vào một chùa trong đó để tu tập. Các quý vị thấy. Rồi có một vài bà mẹ và ông bố của mấy bác đệ tử của tôi cũng tương tự như vậy. Khi đứa con trai con gái của mình xin xuất gia, gia đình làm rất là dữ, phản đối rất kịch liệt. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ chính những người mà phản đối dữ dội nhất ngày xưa đó, thì bây giờ này tôi lại cứ có một cái cảm tưởng như là các vị đã có cái niềm tin gì vững vàng nhất vào Phật Pháp. Ngày ngày nghe Pháp, ngày ngày tụng kinh, ngày ngày niệm Phật, thậm chí này còn có mấy vị còn ăn chay trường được nữa rồi. Bố mẹ của mấy vị đã còn ăn chay trường được nữa. Nghe Pháp dường như này không chán. Tụng kinh niệm Phật rất tinh tiến. Niềm tin này rất sâu vào Tam Bảo. Trước đây không biết, không tin, và cho rằng á, những người đi chùa, đặc biệt là những người xuất gia, họ nghĩ rằng đây là một cái tầng lớp gần như bị xã hội lãng quên, xã hội bỏ rơi thì gì? Mới vào chùa để nương náu cửa Phật, để kiếm bát cơm sống đỡ qua ngày mà thôi. Còn các Phật tử già già đi chùa họ cho là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Già rồi á, ở nhà chả làm được cái gì nữa thì mới ra chùa gì? Vui tí, cho đỡ buồn, đỡ phiền não. Họ cho như vậy. Cho nên ở đây ấy, thì khi mà chúng ta chưa có một niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp hay vào một tôn giáo nào đó, thì chúng ta cũng đừng có vội vàng chê bai, phỉ báng, kích bác họ. Rồi họa về khẩu nghiệp đó. Rồi họa về khẩu nghiệp. Trong kinh Nhân Quả nói họa về khẩu nghiệp không nhẹ đâu. Thôi trở về cái bài học ngày hôm nay, chúng ta thấy này, đoạn văn kinh này Đức Phật gì tán dương khen ngợi về việc trì niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát. Nếu có những người, có những người đi tìm vàng bạc châu báu, đi vào gì gặp vào cái nạn gió dữ thổi thuyền bè trôi dạt vào những gì nước quỷ dạ xoa hoặc la sát, hoặc là gì đất nước hoặc ác nhân thường hại người, tức là nơi mà có gì có những kẻ ác thường hay hại người. Trong đoàn chỉ cần có người đề xướng lên và khuyên mọi người niệm Quán Âm Bồ Tát thôi, đều thoát được. Ở trên thế giới bây giờ còn có một cái bộ tộc ăn thịt người.
Thế ở Ấn Độ, Ấn Độ bây giờ đấy các quý vị, năm 2018 này đó, vẫn còn trên thế giới chúng ta vẫn còn một cái bộ tộc ăn thịt người, giết người và ăn thịt người. Cách đây hơn chục năm về trước thì ở Malaysia còn có bộ tộc ấy, và ở châu Phi còn có bộ tộc ấy. Nhưng bây giờ do cái sự giao thoa, cái nền văn minh thế giới, thì cái bộ tộc ở Malaysia và ở châu Phi đó, họ không còn giết người và ăn thịt người nữa. Họ bắt đầu dần dần hòa nhập với thế giới văn minh của loài người chung ở trên thế giới này như chúng ta bây giờ. Nhưng ở riêng Ấn Độ bây giờ có một cái đảo, họ dự kiến, dự tính là ở trong đó chỉ có khoảng mấy trăm người thôi, một cái đảo biệt lập ở ngoài Ấn Độ Dương. Họ dự tính là có khoảng mấy trăm người thôi ở trong cái bộ tộc đó. Cái bộ tộc này rất hung dữ. Bất cứ một ai bén mảng lên cái đảo của họ đều bị họ đuổi giết, và giết xong rồi không thể bỏ đâu, giết xong đem ăn thịt đó. Và cách đây là hơn chục năm về trước là có hai người ở nước ngoài đi sang, kiểu như đi du lịch sang Ấn Độ, xong rồi đi thuyền sao đến đó và đâu để câu, đi câu cá đến đó đứng sát mép bờ và bị cái bộ tộc này nó dùng cung tên nó bắn chết và nó làm thịt nó ăn. Ăn thịt. Bây giờ còn gì? Còn bộ tộc ăn thịt người. Đó gọi là gì? Gọi ở trong kinh Phật này, đoạn này gọi là gì? Gọi là ác nhân thường hại người. Tức loài người gì? Ác, thường giết người và ăn thịt người. Quỷ thì dạ xoa la sát, như chúng tôi nói lúc nãy là gì? Ở thế giới vô hình chúng ta không nhìn mắt thường để thấy được rồi. Còn á, ví dụ như các nơi mà thường thì, như lúc tôi nói ở Ấn Độ bây giờ còn một cái đảo. Mà hiện tại đất nước Ấn Độ là cấm, không cho và nội bất xuất ngoại bất nhập, không cho bất cứ một người nào, kể cả các nhà nghiên cứu, các nhà thám hiểm, các nhà khoa học, họ cũng không cho gì, cho đặt chân lên đảo nữa. Có hai cái sợ. Cái sợ thứ nhất là sợ những người chúng ta, con người chúng ta đi ra đó thì sợ rằng đem những cái mầm bệnh ở trong đất liền ra đó thì sợ cái kháng thể và cái sức đề kháng của con người ở ngoài đấy thì nó khác. Bây giờ chúng ta đem những cái mầm bệnh ở trong đất liền chúng ta ra, sợ rằng họ bị lây lan và họ, cái kháng thể của họ không thể chống được, cho nên sợ họ bị tuyệt chủng với cái tộc người ấy. Cái thứ hai là nếu cho người lên, cho mọi người đặt chân lên đó thì cái bộ tộc kia họ bắn, họ chém, họ giết, họ dùng cung tên, họ chém, họ giết rồi họ ăn thịt. Giống như hơn chục năm trước có hai người đi câu bị họ làm như vậy. Cho nên ở đây kinh Đức Phật nói rằng thời Đức Phật còn tại thế thì chắc chắn rằng nó có nhiều cái tộc người ác như thế, rồi có những đoàn thương buôn đi qua những cái nơi hiểm trở gió dữ. Chúng ta thấy bây giờ ở trên thế giới, ở bên Mỹ có một cái khu vực nó gọi là, cái khu vực đó gọi là đi biển, ở trên biển nó gọi là gì nhỉ? Gọi như mình gọi nôm na như là nó gọi là khu vực tam giác quỷ. Báo họ viết là gì? Khu vực đó gọi là tam giác quỷ. Tàu thuyền cũng như là gì? Máy bay bay qua trên không phận cái khu vực tam giác quỷ đó, có khá nhiều máy bay và tàu thuyền thì mất tích một cách bí ẩn. Cho đến bây giờ thì hàng trăm năm, vài trăm năm nay, mặc dù khoa học bây giờ rất hiện đại, cũng không tìm ra vì sao máy bay, tàu thuyền đi qua khu vực tam giác quỷ đó có rất nhiều những trường hợp mất tích bất ngờ và không tìm được cái nguyên nhân như vậy. Ở đây có thể nếu giải thích bằng khoa học thì họ cho rằng nơi đó có một cái lực từ trường rất mạnh, hay là cho họ cho là một cái gì, một cái hố đen vân vân gì đó, nó tạo thành những con sóng lớn, nó lật úp, nhấn chìm thuyền bè ra, rồi lớn đến đâu cũng gì cũng bị nhấn chìm xuống đáy biển. Nhưng còn bay trên trời thì họ giải thích rằng do cái điện từ hoặc cái gì đó nó
nó rất mạnh cho nên nó làm mất cái định vị của máy bay, hoặc là nó làm gì, những cái hệ thống máy móc và điều khiển trên máy bay gì bị hỏng và bị trục trặc cho nên là bị rơi, vân vân. Họ có rất nhiều cách lý giải nhưng vẫn chưa có cách lý giải nào thắng cách lý giải nào, vì các nhà khoa học họ vẫn đang nghiên cứu và vẫn đang tìm cách để làm rõ ràng, minh bạch cái vấn đề mất tính bí ẩn đấy. Nhưng ở đây chúng ta có thể, trước khi các nhà khoa học chưa tìm ra, trong kinh Đức Phật nói thuyền bè đi lạc bị gió dữ, gió dữ và gì, mây mù thổi đi lạc vào nước quỷ La Sát hoặc là Dạ Xoa. Và bị hại. Cái này thì nếu mà bảo chứng minh một khoa học thì tôi bỏ tay, tôi không thể chứng minh được. Nhưng mà nếu chúng ta có đức tin và gì, có niềm tin vào Đức Phật là những bậc thông tuệ, những bậc đã gì, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát, đã chứng đắc 6 phép thần thông, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông và lậu tận thông. Ngài nhìn thấu rõ gì, những cảnh tượng ở trên thế gian xảy ra như thế nào. Cho nên Ngài mới nói này, nếu không có quỷ Dạ Xoa La Sát ở trong thế giới, làm gì Ngài nói làm gì? Nếu không có địa ngục thì làm gì Ngài nói ra làm gì? Ngài đâu có phải dọa chúng sinh đâu. Ngài không cần phải dọa chúng sinh, không phải cần phải dọa chúng ta. Chúng ta biết cái gì không có thì Phật không bao giờ nói. Có cái nó phù hợp với quốc độ này, quốc độ nọ hay quốc độ kia hay không mà thôi. Chứ không có xảy ra trên thế gian, không bao giờ Phật nói. Phật chỉ nói những điều gì? Những chân lý có thật, thường xuất hiện và xảy ra ở thế gian. Và chân lý gì? Có thật và đưa đến gì? Đưa đến con người ta đến gì? Đến chỗ giải thoát xuất thế gian thì Phật gì mới nói. Thì Phật bao giờ không nói băng quơ, không nói băng quơ, không nói lời gì sáo rỗng, không thích tranh luận, không thích đàm tiếu những cái trò vô bổ ở thế gian. Cho nên ở đấy chúng ta nếu tin vào lời Phật thì chúng ta tin có thể. Thôi bây giờ cứ để các nhà khoa học họ nghiên cứu và họ tranh luận, bao giờ có lời giải một cách xác đáng thì chúng ta thay đổi đức tin cũng chưa muộn. Nhưng bây giờ chúng ta có thể cứ tạm thời, tôi nói là tạm thời thôi, tin vào lời Đức Phật này, đó đều là do sự tác động của một thế giới tâm linh khác. Đó như trong kinh Đức Phật nói, thuyền bè đi giạt, trôi giạt vào nước quỷ, bị gió dữ thổi thuyền bè trôi giạt vào nước quỷ Dạ Xoa La Sát. Rồi trong kinh lại nói nữa, nếu lại có người nào khi sắp sửa bị hại, giam cầm hoặc tử tội, dốc một lòng chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì dao gậy kẻ kia liền bị gãy nát ra, thời người ấy khi đó liền sẽ được giải thoát. Qua đoạn kinh văn này, chúng ta thấy Đức Phật nói nếu có người sắp sửa bị giam cầm hoặc tử tội là bị xử tội chết đó, mà dốc một lòng trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì dao gậy của những kẻ đao phổ kia không thể gì làm hại được người đó. Cái này ở trong Phật giáo cũng có mấy câu chuyện kể về cái điều đó rồi. Ở trong sách Cao Tăng Dị Truyện có kể một câu chuyện rằng trước đây có một vị sư, không biết là bị mắc tội gì hay là bị oan sai, cho nên bị cái nạn này, cái nạn của vua quan bắt nhốt vào trong ngục và xử tội chết. Cái vị sư này biết rằng
mình bị phán là 3 ngày nữa sẽ chết. Bị tòa, mình mới nói nôm na bây giờ là tòa án tuyên phạt này, tội tử hình, nhưng sau 3 ngày nữa sẽ thi hành án, sẽ đem ra pháp trường xử trảm. Vị sư này sau khi biết được mình 3 ngày nữa sẽ bị đem ra pháp trường để xử trảm, vị này nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và đến đúng hết 3 ngày. Câu chuyện, cái sự nó không chỉ nó bình thường để đem ra chảm chém thì lại hết đấy, nhưng mà nó lại xảy ra cái chuyện như này. Thầy ấy vẫn gì, ngồi ở trong lao ngục niệm, ngồi tính tọa để niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cai ngục mở cửa ra không thấy đâu, rõ ràng thì gì? Cửa vẫn khóa. Mở ra nhìn khắp ở trong phòng không thấy đâu. Ra bẩm báo gì với các quan. Quan cho gì, lính lùng sục khắp không thấy đâu. Mọi người tìm chán ra rồi á, thì tự nhiên thì nghe thấy tiếng gì, tiếng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong cái phòng ngục. Mọi người bắt đầu đi vào gì, đi vào thì bắt đầu mới nhìn thấy ngài vẫn đang ngồi gì, niệm Quán Thế Âm ở đấy. Cái vị quan mà tri phủ hôm đấy mà đi xuống để dự cái buổi pháp trường ấy, đưa tội nhân ra pháp trường, đưa vị sư ra pháp trường ấy, cũng vốn là gì, là một người học Phật, là một người đệ tử tại gia của Phật môn. Cho nên thấy cái chuyện vi diệu như vậy, liền là gì? Nghĩ rằng chắc là vị sư này bị tội oan. Và vị sư này phải có một cái đạo hạnh cao thâm khác người thì mới có gì? Mọi người mới khi vị sư này niệm Phật, niệm Quán Âm mà tất cả mọi người đi tìm không thấy. Nhưng bây giờ tìm hoài rồi tự nhiên gì? Nghe thấy tiếng niệm Phật, đi vào nhìn thấy vị đấy vẫn đang ngồi niệm Phật, niệm Quán Thế Âm ở đấy. Cái vị quan kia liền là gì? Ra lệnh là cho điều tra lại vụ án. Và không bao lâu, tạm thời thì gác lại cái việc gì? Xử án, và không bao lâu thì điều tra được cái hung thủ gây ra cái vụ án đó không phải là vị sư ấy, mà vị sư ấy bị oan. Cho nên đó, liền là được tha bổng. Và sau này cái vị sư đó chính là một vị cao tăng, một vị đức hạnh rất là lớn, rất có uy tín ở trong Phật môn của Phật giáo Trung Quốc cái thời ấy. Cho nên chúng ta thấy ở đây là chính là gì? Đây chính là để chứng minh, tôi dẫn dụ cái lời, cái bài giảng ở trong Cao Tăng Dị Truyện này để chứng minh gì? Cái đoạn mà kinh Đức Phật nói này, nếu có người sắp sửa bị hại, giam cầm hoặc tử tội, nếu dốc một lòng chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì dao gậy của những kẻ kia không thể làm hại được người đó. Người đó sẽ liền được gì? Giải thoát. Là chỗ ấy. Rồi chúng ta thấy một câu chuyện nữa, đó là gì? Lục Tổ Tịnh Tông của gì? Của Trung Quốc, đó là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Trước đây thì ngài vốn là một vị quan cai quản về gì, lương thực của quốc khố của nhà vua. Nhưng hàng ngày thì ngài đem bán bớt lương thực của nhà vua đi để mua phóng sinh, để phóng sinh không dùng cho bản thân, mua phóng sinh. Một hôm thì bị phát hiện, cái việc làm của ngài bị phát hiện, và vua tức tối, chuyện đã được bẩm báo vua tức tối về, ra lệnh là gì? Là xử trảm ngài. Nhưng trước khi ra lệnh xử trảm, vua cũng dặn cái đao phủ, dặn cái vị quan phụ trách ấy, và đao phủ nói là trước khi xử trảm cái vị này, nếu đem ra pháp trường mà thấy trước khi xử trảm giơ đao lên mà không thấy lộ cái nét mặt hãi hùng sợ sệt ấy, thì phải dừng lại. Nếu mà thấy trên nét mặt của cái vị này mà lộ nét sợ sệt thì cứ giết đi, không có tha.
Quả thật là gì? Do ngài, cái vị quan lúc đó, ngài Lục Tổ Vĩnh Mi Diên Thọ Đại Sư lúc đó, lúc đó chưa gọi là Lục Tổ Vĩnh Mi Diên Thọ, đó là tên là vị quan, một vị quan thôi. Đem ra pháp trường, kẻ đầu lên, lên đoạn đầu đài rồi, đao phủ chỉ đợi lệnh. Cái vị quan chủ khảo trong cái việc đó hôm đó là ra lệnh thôi, là vứt lệnh bài xuống đất là giết thôi. Lệnh bài rút ra ném xuống, đao phủ giơ đao lên, nét mặt của ngài không thay đổi. Vì sao? Vì trong lòng ngài gì, trong tâm ngài và trong miệng ngài chuyên niệm gì, câu A Di Đà Phật. Do ngài chuyên niệm câu A Di Đà Phật cho nên đó, tâm ngài gì, không sợ, không biến đổi. Ngài nghĩ rằng gì, chết thì về với Phật. Nếu duyên không đủ thế gian này để phổ độ chúng sinh, cứu giúp chúng sinh đó, thì thôi, đau phủ chém chết thì thần thức về với Phật, đỡ bị khổ, hết khổ. Cho nên ngài không đổi sắc mặt. Vị quan kia được vua ra lệnh cho như vậy, quan sát thấy thì ngài Diên Thọ thì không thay đổi nét mặt, cho nên liền bảo đao phủ dừng đao và đem bẩm báo cái chuyện đó vua. Vua liền liền cho gọi đến và hỏi, cho gọi ngài Vĩnh Minh đến và hỏi vì sao đối trước cái sự sinh tử như vậy mà không thay đổi sắc mặt, không sợ hay sao? Vĩnh Minh mới nói rằng là gì, là việc của thần làm á là không phải vì bản thân mà là vì bệ hạ, vì quốc gia xã tắc, vì muốn tạo phúc cho bệ hạ. Vì bệ hạ là gì, là trụ cột của muôn dân, cho nên muốn tạo phúc cho bệ hạ. Vì vậy mà thần gì, thần hàng ngày bớt một cái phần rất nhỏ ở trong quốc khố bệ hạ để gì, để mua phóng sinh, cầu phúc cho bệ hạ, cầu phúc cho muôn dân. Nay bệ hạ nếu xử thần thì phải chết á, thì thần cũng sẵn sàng chết thôi. Nhưng thần chết thì thần có chỗ về, cho nên thần không có sợ. Vua nghe thấy như vậy rất là thán phục và liền là ân xá và ra lệnh gì, không xử trảm nữa. Lúc đó ngài gì, đại sư liền là xin từ quan xuất gia. Vua ưng cho và để cho ngài xuất gia. Và ngài sau này xuất gia chính là trở thành một vị đại sư, một vị thiền sư, rồi một vị tổ sư của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa. Đó là chính là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Ngài sau này được Phật giáo đồ của Tịnh Tông trên toàn thế giới, đặc biệt là Phật giáo Tịnh Độ Tông Trung Hoa tôn xưng gì? Ngài chính là hóa thân của Đức Phật gì? A Di Đà. Ngài chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nếu có người nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, ở đây nói đặc biệt Bồ Tát Quán Thế Âm, trong văn kinh này nói cụ thể là niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì người đó thì sẽ thoát được những cái nạn đặc biệt như này, là tù tội và sắp sửa bị xử tử như vậy, mà nhất tâm trì niệm còn có thể gì? Có thể vượt qua, được tự do tự tại. Rồi trong kinh lại nói nữa này, lại nữa thiện nam tử, nếu ở trong 3.000 quái đại thiên thế giới, đầy rẫy quỷ dạ xoa la sát muốn hại người, khi nghe người ấy xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì bọn quỷ dữ kia còn chẳng lấy mắt ác mà nhìn vào người đó, huống chi dám làm hại. Đó. Ở đây là Đức Phật nói rằng nếu ở trong 3.000 quái đại thiên thế giới, tức là ở trong quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, thế giới này, trong tam thiên đại thiên thế giới có đầy rẫy những quỷ dạ xoa la sát muốn hại người. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh này, kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn này, ngài nói gì? Trong tam thiên đại thiên thế giới này có đầy rẫy những loại quỷ dạ xoa la sát muốn hại người, có rất nhiều. Đầy rẫy tức là rất nhiều những loại quỷ dữ như vậy, dược xoa la sát luôn luôn rình rập để gì? Để náo hại chúng nhân ở thế gian này, để náo hại loài người chúng ta ở thế gian này. Đức Phật nói khi mà có người nào nghe
và xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì bọn quỷ dữ kia còn chẳng dám lấy mắt ác mà nhìn người gì, người đó, huống chi lại dám làm hại. Đó. Dùng cái mắt ác mà nhìn người đó còn trang, chẳng dám, huống chi lại dám gì, dám làm hại người đó. Các Phật tử chúng ta, nếu không tin, các quý vị cứ nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mỗi ngày khoảng 10.000 câu. Các quý vị niệm khoảng gì, khoảng 100 ngày hoặc 1 năm trở đi, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi ngày niệm được khoảng 10.000 câu danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị đi bất cứ nơi đâu, trước đây có thể các vị đi đến nghĩa địa, đi qua nghĩa địa, nghĩa trang vân vân, tự nhiên là các quý vị cứ hay sợ tóc gáy, tóc tai, tự nhiên là lông tóc là dựng ngược, tự nhiên trong tâm cứ thấy là tim đập là liên hồi, và cái nỗi sợ hãi từ đâu á nó sinh ra, hoặc thấy bất cứ một cái chuyện gì đó nó bất thường. Chúng ta thường người mắt chưa thấy, tai chưa nghe, thấy nó bất thường, hoặc thấy những cái tai nạn rùng rợn ở trên đường chẳng hạn, vân vân, chúng ta hay sợ, thậm chí về ngủ chiêm bao vân vân, hay thấy những cái hình tướng gì, họ họa gì, họa vẽ hoặc là hình tượng thì họ vẽ quỷ đó, về chúng ta hay sợ sệt. À, hay là thấy gì, những trường hợp mà ma quỷ nhập vào thân người, kêu gào khóc lóc múa may quay cuồng vân vân đó, chúng ta hay sợ sệt. Nhưng các quý vị nếu mà mỗi một ngày chỉ niệm được 10.000 câu danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm được khoảng 100 ngày hoặc nhân đến 1 năm, à, các quý vị thấy tất cả những nỗi sợ hãi trước đây của chúng ta dần dần tiêu hết. Chẳng ai mà xa, nói ngay cho bản thân tôi, tôi ngày xưa thì rất hay sợ ma, ngày bé rất hay sợ ma, thậm chí lớn lên thanh niên rồi, thanh niên rồi đi chơi thì vẫn sợ ma. À, xin lỗi các vị, ngày xưa khi đi chơi với những đứa bạn ở nhà, khi đi chơi xong cái khi mà chia tay các bạn để ra về nhà mình một cái, cách nhau chỉ khoảng mấy trăm mét thôi, anh Hùng có thể anh Hùng đứng cho bạn này đi về nhà bạn khoảng 2-3 phút, 4-5 phút để cho bạn thì qua nhà khuất vào nhà một cái này xách dép là chạy đấy, sợ ma đến nỗi như thế. Đêm hôm này, đi đâu cũng sợ ma, thậm chí ngày xưa đi tu rồi tôi còn sợ ma. Đã. Ngày xưa bắt đầu mới xuất gia vào trong chùa Hương á, xin lỗi các quý vị, đêm dậy đi nhà vệ, đi ra nhà vệ sinh nhá, còn sợ không dám đi, phải gọi sư chú, ngày xưa là cùng tu cùng ở đó, chính là Đại Đức Thích Minh Đồng bây giờ đó, ở dưới chùa Phù Lưu Tế bây giờ, dậy là phải gì, phải gọi chú dậy nữa, hai anh em cùng đi mới dám đi. Bây giờ thì gọi là chú cháu, ngày xưa cùng vào đó tu gọi là anh em, bây giờ thì mình vai dưới thì gọi là cháu. Các thầy ấy thì tuy đi tu trước có mấy tháng thôi, 5-6 tháng thôi, nhưng mà thì hồi sau này thì là vai trên thì là chú. Đấy, bây giờ gọi là chú cháu. Sợ đến nỗi như thế. Và đặc biệt sau này ở đó một thời gian sau đi lên chùa Thầy, Cố Hòa Thượng Viện Chủ chùa Hương cho lên tu ở trên cái chùa cao trên đỉnh núi chùa Thầy. Đã sợ ma rồi thì còn gặp ma thật sự nữa. Gặp ma thật sự các quý vị. Nói không có sai một lời. Chẳng là trước đó một thời gian đâu 1 năm hay là hơn năm gì đó, ở dưới chân núi, ngay dưới chân núi có một cái cô gái 17-18 tuổi, không biết thế nào mà cô ấy ra cái hồ ngay trước cửa nhà, tức là cái ao trước chùa Thầy đó, trước cửa chùa Thầy đó, cái hồ sen đó, ao sen trước cửa chùa Thầy đó, không biết cô ra vớt sen hay cái gì đó và không ai biết. Thì đến chiều tối rồi mọi người không tìm thấy, thì đến đêm không tìm thấy, mọi người đi tìm thì đêm mới thấy rồi. Cô ấy bị chết ở, chết đuối ở trên cái hồ sen trước cửa chùa Thầy. Sau khi gia đình làm lễ, làm đám ma cho cô và đem thiêu, đem chôn cô xong á, thì gia đình đi lên cúng tuần 35, thất trai tuần, rồi đến cúng tuần 35 ở trên chùa cao. Vì gia đình là đệ tử của sư phụ chùa cao, là thượng tọa Thượng Minh Hạ Đạo ở chùa cao. Ngày đó chúng tôi lên đó thì thượng tọa đã cúng cho cái đám vong ấy xong rồi, thì chúng tôi mới ở chùa Hương lên đó. Không biết đâu,
Lên đó thì chỉ nghe các Phật tử mấy vãi kể là mỗi khi mà trái nắng trở trời, tức là trời đang nắng mà lại mưa, thì thường là các cụ mà cứ hay ngồi trên Tam Bảo, trực Tam Bảo ngày xưa chùa cũng vắng, cho nên là ở trên đó thì cứ nghe thấy cái tiếng khóc, tiếng cô con gái khóc nỉ non ở trong nhà tổ, vào thì không thấy ai. Nhưng có những lần có một số cụ lại, một số vãi là gì, nhìn thấy một cái bóng của cô con gái đi từ ở góc này, góc nhà tổ này sang góc nhà tổ kia. Có lần thì là thấy từ trên, cô ấy từ ở ngoài này đi vào và trèo lên trên ban vong. Có những lần có người thấy từ ban vong này một cô gái đi xuống. Đấy, các cụ ấy kể với nhau như thế. Và mình thì đã hay sợ ma rồi. Lên đó thì cụ ấy lại sắp cho mình ở trước cái nhà tổ đấy, vì ở ngày đó lên đó có hai anh em, tôi và một chú nữa. Thì một chú thì cho ngủ trên khu nhà bếp của chùa Cao bây giờ để trông phía bên đấy. Tôi thì cụ cho xuống thì ngủ ở dưới nhà tổ để trông khu vực nhà tổ và Tam Bảo, nhà mẫu. Còn cái ông bảo vệ thì cho ngủ trên gác chuông để trông cái phía từ chùa thầy lên gác chuông và khu vườn đào. Còn sư phụ ngày đó thì cụ hãy vào chùa Hương suốt, ít khi cụ ở nhà lắm. Ba người ngủ ba nơi. Thế lúc đầu mình ngủ thì mình chưa biết cái chuyện đó đâu. Thế và thì cụ bảo ngủ thì ngủ thôi. Sợ lắm nhưng vẫn phải ngủ, làm sao muốn đi tu, làm sao mà chống lại lời thầy được. Cho nên xuống đó ngủ. Ngủ ở đó thì một thời gian sau thì cứ đêm lại thì cứ nghe thấy cái tiếng là lịch kịch thì cứ nghĩ là chuột thôi. Nghĩ gì đâu. Bụng bảo dạ cứ phải nói là chuột. Không có gì. Và nhiều hôm mà nghe thấy cái tiếng người đi lịch kịch thì nghĩ là gì? Là nghĩ rằng cụ, cái cụ Khương, có tên cụ ấy là cụ Khương. Cụ ấy được sư phụ nhờ lên để trông nom bảo vệ ở trên chùa. Để cụ ngủ trên gác chuông. Cứ nghĩ là cụ Khương, cụ ấy đi tuần ban đêm. Phải nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy mà mình cũng nghĩ là chắc cụ Khương nữa. Thế mà gọi thì chả thấy tiếng thưa gì. Nhưng mà cụ hơi nặng tai cho nên mình nghĩ là chắc là cụ điếc, cụ không nghe thấy cho nên là nghĩ là cụ Khương. Ở đó trong khoảng độ tầm 1-2 tháng thì bắt đầu các vãi mới kể những cái câu chuyện là có cái trường hợp, có cái vong đó như thế như thế. Vì sao các cụ kể? Vì một hôm là trời đang chiều lại thì trời mưa. Thì tự nhiên là mấy vãi chạy hớt hải từ dưới chùa lên bảo là lại tiếp tục rồi, kể như thế. Hớt hải lên, mặt mũi tái mét, là mặt mày tái mét, kể là lại tiếp tục rồi. Thế hỏi ra thì mới biết này, tiếp tục nghe tiếng khóc. Thế các cụ mới kể ra, bắt đầu từ hôm đó là mình sợ. Đã sợ ma rồi, nghe câu chuyện đó thì còn càng sợ nữa. Câu chuyện các cụ kể là sợ nữa. Nhưng mà không ngủ không được. Sư phụ phân cho rồi, không ngủ không được. Vì ngày nào đi tu, để chỉ sợ sư phụ đuổi thôi. Chứ đâu có như bây giờ đâu. Nếu mà tiểu bây giờ đi tu mà thầy mà không vừa lòng nó là nó bỏ nó đi ngay. Thầy bây giờ là phải làm cho tiểu vừa lòng thì tiểu nó mới ở nó tu. Khác với chúng tôi ngày xưa thì tiểu phải lòng vừa, phải tu làm sao để cho vừa lòng thầy thì tiểu mới ở chùa được. Cho nên sau cái lần đó thì một hôm đích thân tôi được chứng kiến vào cũng một cái buổi mà nó tầm khoảng 4:30-5 giờ chiều. Thì hôm đó trời cũng giông tố và mưa gió. Thì ở cái ban vong đó thì cứ hay đem cúng cháo ở đó. Cái tự nhiên thì mình hôm đấy thì vào thì thấy, tự nhiên thấy cái bóng, một không phải bóng đâu mà nhìn rõ một cô gái mặc quần áo trắng, tóc dài, đi từ ngoài vào. Đấy, đi từ ngoài vào thì đứng trước ở cái ban vong đó. Và đứng tôi nhìn ở trong phòng, góc phòng tôi nhìn, vừa cửa phòng ra tôi nhìn thấy, tôi sững người. Mà cái lúc trời mưa gió thế này mà 4:30-5 giờ chiều, như cái lúc mà đang đi chuẩn bị để đi lên chùa thỉnh chuông cúng cháo thì tụng kinh buổi chiều á, thì lại có người này, thì thấy cô gái này cứ thế đứng chắp tay ở đó. Cái chỗ tôi đứng cách xa khoảng độ xem 1, 2, 3, 4 gian nhà. Bốn gian nhà, mỗi gian nó khoảng độ tầm 2m7-3m gì đấy. Cứ cho nó khoảng độ 10-11m. Cái nhà tổ, tôi đứng từ trong cái cửa phòng tôi ngủ ở trong nhà tổ của chùa Cao, chùa thầy, ra cái ban vong ngày đấy nó khoảng 10-11m. Bốn gian nhà.
Tôi nhìn thấy cái cô gái đó đứng đó thì tự nhiên thì thấy mờ dần mình thấy biến mất và thấy gần như là đi vào trong cái ảnh ấy. Lúc đó một cái thì bắt đầu thì ba hồn bảy vía, tóc tai bắt đầu là dựng đứng, nghĩ là ma một cái thôi, bắt đầu là tông từ trong là chạy ra, là bắt đầu gọi chú Quân ơi, vì cái chú ở trên kia cùng với tôi là chú Quân. Cụ Khương thì lúc đấy là cụ về nhà cụ chưa lên, cho nên chạy lên kia là cứ ôm chặt lấy chú Quân bảo ma. Đấy. Và sau cái lần đó thì bắt đầu lại thấy một vài lần nữa, nhưng mà sợ quá nhưng cũng vẫn phải ở đó. Và sau đó thì mình nghĩ là mình mà sợ nó mãi thì không thể được, cho nên á tôi mới, các cụ bảo là sợ ma thì gì, bị ma ma nhát, mà mình làm chủ mình không sợ ma nữa thì ma sẽ quy phục. Đấy, đọc thấy cái một vài sách thấy nói như vậy, cho nên một hôm xuống lấy hết cái dũng khí của gì, của một chú tiểu chưa được cạo tóc ra, đứng trước cái ban vong đó và nhìn thẳng vào cái bức tranh kia nói rằng á, sư phụ giao cho gì chúng tôi ở đây để trông chùa, để sư phụ về chùa Hương làm công quả, và sư phụ giao cho chúng tôi ở đây và ngày phải tụng kinh niệm Phật, thỉnh chuông cúng cháo. Từ giờ trở đi mà cô còn thì cô còn xuất hiện mà dọa các Phật tử và dọa gì chúng tôi á, thì chúng tôi về chúng tôi mách sư phụ và đuổi ra khỏi chùa và không cho ăn nữa. Từ giờ chúng tôi cúng thì không cho cô ăn nữa. Cầu nguyện hộ pháp Thiên Long Bát Bộ, cầu nguyện Đức Ông Đức Thánh Hiền thì không cho cô ăn nữa. Đấy. Lấy hết dũng khí đứng trước cái ban vong, nhìn vào ảnh của cái vong ấy mà nói như thế. Và từ đó trở đi không bao giờ nhìn thấy nữa. Và từ ngày đó thì cũng thấy bớt sợ và gần như là không sợ nữa, giảm đi rất nhiều. Và đặc biệt là cái với vong của cô ấy thì ngày đó không xuất hiện, không sợ nữa. Sau đó ở đó một thời gian thì tôi lại được điều chuyển ra ngoài chùa Vạn Niên với sư phụ tôi bây giờ. Cố Hòa Thượng chùa Hương lại đưa tôi ra đó. Ra đó thì ở đó được mấy tháng thì sư phụ cạo tóc cho làm tiểu, thì cho vào cái chùa Ngọc Tân ở dưới Sấu Giá, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Cho vào đó thì lại nhiều câu chuyện ly kỳ và chùa đó lắm ma nữa. Trước đó mà có mấy vị sư ở đó thì có một vị thì bị điên, thì bảo do lấp cái giếng mà bị ma nó làm cho bị điên, thì bây giờ vẫn còn đang điên, vẫn còn đang sống và vẫn đang điên. Còn một sư ông, một vị đại đức, đệ tử của Cố Hòa Thượng chùa Hương về đó cũng ở đó đâu mấy tháng hay là hơn năm gì đó rồi, bảo là sợ cái chùa đó, vì mỗi khi ngồi thiền là ma nó đến, nó đầy ở đầy sân chùa, cho nên nhìn thấy ngồi vị ngồi thiền nhìn thấy ma nhiều cho nên sợ, không dám ở đấy, nó bỏ lên cái chùa Pháp Vũ, từ cái chùa trong đê để ở, không dám ở đấy. Và sau này tôi về đó, tôi ở đó nghe các cụ kể lại như vậy mình lại càng sợ nữa. Bữa ngày những ngày đầu về lên chùa là phải có bà vãi đưa lên thì mình mới lên, không dám lên chùa mình vì bảo trên chùa lắm ma. Đấy, đi tu làm chú tiểu rồi mà còn sợ chứ thế. Nhưng sau này bắt đầu đi học rồi đi tổng tăng an cư năm 97, là cái năm đầu tiên tôi được đi tổng tăng an cư thì được học kinh diệu pháp Liên Hoa. Sau khi mà sau 3 tháng an cư về thì mình mới nghĩ rằng bây giờ mình mà học Phật mà cứ sợ ma như vậy thì làm sao mà tu được. Bản thân còn chưa độ được mình thì làm sao mà độ được người. Ngày nào cũng phát nguyện là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Ngày xưa tụng kinh Pháp Hoa này hay có bài phát nguyện đó, hay đi tổng tăng an cư hay tụng cái bài phát nguyện đó. Và bài phát nguyện Đại Văn là bài khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc. Và cái bài phát nguyện tắt ngắn hơn là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, tôi vừa đọc lúc nãy. Ngày nào phát nguyện như vậy, mình chưa độ được còn sợ ma thì làm sao mà tu được, làm sao độ chúng sinh được. Cho nên á, các vị biết không, tôi giải quyết vấn đề sợ ma bằng cách nào? Cứ đêm 11, 12 giờ tôi ra giữa sân chùa tôi ngồi. Tôi ngồi khoảng độ tầm mấy tuần như thế ở giữa sân chùa Ngọc Tân. Giải một cái chiếu ở giữa sân chùa, có 11, 12 giờ các vãi đi ngủ hết. Tôi ra tôi ngồi mình xem có ma không, xem thấy ma không. Nhưng quả thật lúc mình ngồi đó thì mình mấy hôm, mấy lúc, mấy ngày đầu á, thì ra thì tóc gáy nó cứ dựng đứng hết cả lên, tóc lông thì dựng ngược lên, nhưng mà tất nhiên không thấy con ma nào. Ở chùa Ngọc Tân tôi không thấy con ma nào khi ngồi như thế,
Nhưng mà nghe các vãi kể là mấy vị sư ở đây rồi. Vì ở đó trước khi tôi về đó là có vòng 3-4 năm mà 5-6 vị sư về đó không ở được. Cho cái chùa đấy nó cũng nghịch. Chắc nói là nói nôm na thì theo vấn đề phong thủy hay là tâm linh đấy, cái chùa nó cũng nghịch. Tôi về đó tôi nói với các vãi là tôi về đó tôi chỉ ở được 12 năm thôi. Sau 12 năm thì tôi sẽ không ở được đây đâu. Tôi mới về cái chùa đó mà tôi đã nói cái lời đó rồi. Mà sau này quả thật đúng, khi mà tôi bàn giao cái chùa lại cho sư phụ tôi để cho một đứa cháu của sư phụ tôi, cái chùa đó thì nhầm lại, đúng 12 năm. Đấy, tôi trị cái vấn đề là sợ ma, giải cái chiếu 11, 12 giờ đêm ra ngồi thiền, ngồi giữa ấy, ngồi thiền niệm Phật giữa sân chùa. Thế là một thời gian sau tự nhiên thì dần dần không sợ ma nữa. Và cho đến bây giờ thì cảm thấy không còn cái nỗi sợ ma như ngày xưa nữa. Bây giờ là sợ người thì không sợ ma. Bây giờ là sợ người ác, sợ người xấu hơn là gì? Chứ không còn là sợ ma nữa, mà là sợ người ác, sợ người xấu. Cho nên ở đây chúng ta nếu nói là không có quỷ thần thì cũng không đúng đâu. Không đúng đâu. Nếu không có quỷ thần, không có ma quỷ thì làm gì Phật nói làm gì? Không có luân hồi lục đạo làm gì Phật lại tự nhiên lại nói ra làm cái gì? Đó, cho nên ở đây Đức Phật nói nếu mà người nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì bọn quỷ dữ dược xoa la sát kia còn chẳng dám lấy mắt ác mà nhìn người đó, huống chi lại dám gì làm hại người đó. Các quý vị cứ thử đi, thử niệm danh hiệu của ngài mỗi ngày mà vạn câu niệm khoảng 100 ngày hoặc 1 năm sau, các quý vị thấy trường hợp nào, đến chỗ nào mà gặp, cho dù gặp ma gặp quỷ, nó có múa may quay cuồng hay làm gì thì làm, nhưng gặp các quý vị nó không dám làm gì nữa. Hoặc nó có làm thì nó gì, nó chỉ làm vu vơ ở ngoài thôi, cho nó không dám động chạm gì đến gì đến các quý vị nữa. Đó, các vị muốn thử để biết cái sự linh nghiệm của việc trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thế nào, hãy thử đi. Tất cả chúng ta đều có thể thử và đều có thể cảm nhận cái lời Phật dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn này về cái việc gì? Việc trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát có linh nghiệm như kinh nói hay không. Các quý vị hãy tự mình thử đi. Giống như người đói thì hãy thử ăn thử đi, sẽ biết gì cảm giác của no như thế nào. Giống như người khát, hãy thử gì uống đi, sẽ được gì cảm giác hết khát ra làm sao. Trong văn kinh lại nói gì? Nếu lại có người nào, hoặc là người có tội hoặc người không có tội, bị gông cùm xiềng xích trói buộc khắp thân mình mà kịp xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hết thảy xiềng xích kia đều đứt lìa từng đoạn, khiến cho những người đó thảy đều được giải thoát. Đoạn này hơi khó à? Đoạn trước tôi nói gì, kể chuyện ở trong sách Cao Tăng Dị Chuyện dẫn chứng câu chuyện có một vị sư, không biết là tội hay không tội, nhưng mà bị xử án là 3 ngày sau phải chết. Vị sư này thì nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì khi mà lính và đao phủ vào tận lao ngục để tìm để lôi ra để xử trảm thì tìm không thấy ngài. Tìm hoài, tìm khắp không thấy. Lâu sau mới nghe thấy tiếng gì, niệm Quán Thế, nghe thấy tiếng âm thanh niệm Phật của ngài, niệm Quán Thế Âm của ngài, vào mới nhìn thấy. Thì may hôm đó lại được vị quan tri phủ đi xuống để dự cái để mình gọi là dự ở trong nhà Phật gọi là chứng minh. Ở ngoài đời nó gọi là gì, lắm khi xuất gia lâu rồi nhiều cái từ ngoài đời cũng không bắt kịp nữa. Thì cứ nói nôm na rồi đến là dự cái buổi gì, cái buổi xử tử đó, tử hình cái vị sư kia đó. Thấy cái chuyện đó thấy lạ cho nên liền bảo là dừng lại mấy ngày và cho điều tra. Và điều tra mấy ngày đó thì phát hiện ra hung thủ là kẻ khác chứ không phải là ngài. Và ngài được gì minh oan và
sau này ngài trở thành một vị cao tăng đắc đạo lỗi lạc, được ghi chép vào trong sử sách nữa. Đó. Thế còn đấy là trường hợp gì? Đấy là trường hợp gì? Không có tội mà bị oan. Còn ở đây cái đoạn này Đức Phật nói là nếu có người nào hoặc là người có tội hoặc là người không có tội. Ở đây là trường hợp gì? Hoặc là người có tội. Có tội mà bị gông cùm xiềng xích trói buộc thân mình. Đấy, kịp xưng danh hiệu ngài á thì được gì? Hết thảy xiềng xích kia đều đứt lìa từng đoạn, khiến cho những người đó thảy đều được giải thoát. Đoạn này khó tin ha. Nếu đoạn này chúng ta xét về lý nhân quả thì quả thật khó lý giải. Xét về quy luật vận hành của nhân quả, chúng ta nói gì? Người có tội phải xử chứ. Làm gì có tội niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà gì? Và xiềng xích kia lại gì? Đứt nát không thể, người đó lại được tự do. Lâu lâu rồi không biết là tôi đọc sách Cao Tăng Dị Truyện hay là đọc trong cái quyển quyển sách sách nào, ngày xưa còn đi học cơ. Lâu lâu không nhớ rõ cái quyển sách đó, nhưng tôi nhớ là có đọc cái câu chuyện là có một cái trường hợp vị này cũng gây ra cái tội rất là lớn, gây ra tội rất lớn và bị quan binh triều đình bắt. Cái tội này hình như là cái tội này tội tạo phản thì phải, tức là tội cùng đứng lên để chống lại triều đình thì phải. Và vị này bị bắt và bị xử tử, cũng bị xử tử. Nên khi vào trong lao ngục thì bị đánh đập, bị hành hạ đau đớn quá. Nên nhớ lại là khi còn nhỏ thường đi chùa theo mẹ và được mẹ dạy cho gì, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng do khi mà lớn lên vị này thì do lòng tham nó che lấp, cho nên khởi binh tạo phản, muốn tự mình một tay là kiến lập giang sơn, tạo chỗ đứng cho mình, thậm chí là muốn đoạt thiên hạ là của mình, cho nên giấy binh tạo phản. Nhưng chưa được bao lâu thì bị bắt, cho nên bị xử tử. Đấy là gì? Chính là người có tội. Nhưng khi bị đánh đập, bị tra khảo ở trong gì? Trong ngục tù, trong lao, trong khám. Bị đánh đập đến đau đớn, đến không còn lời nào để diễn tả được nữa. Thì bây giờ vị này đối trước cái sinh cái tử ấy, nhớ lại lời mẹ dặn mình khi còn bé, thường hay theo mẹ lễ bái, lễ chùa, đi chùa lễ Phật, và đặc biệt là lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên ông ta bắt đầu khi đó thì không thể niệm to được nữa mà cứ nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát ở thầm ở trong gì, trong người. Mỗi khi mà bị đánh một roi hay đánh một gậy, ông ta thì cố niệm lên Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế một hôm ông ta được gì? Tính cái vị hoàng tử. Tính cái vị hoàng tử, tức là con của vua, đi xuống thăm. Khi mà gì? Tội nhân đang bắt đầu là bị hành hình, bị đánh, bị tra khảo. Hoàng tử rồi đi qua đó để xem. Chắc không biết vì lý do gì vị hoàng tử lại đi qua đó. Cái đó thì câu chuyện cũng không, ngày xưa tôi đọc là không thấy nói là vì sao mà hoàng tử lại đi qua đó. Chỉ nói là hôm đó hoàng tử là hạ giá và đi thăm ở trong cái lao tù đó. Thì khi mà cái vị này bị đánh đến nỗi đánh đau quá, thì đến khi đó tự nhiên này cái vị này là niệm được một câu thật to lên này: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cái vị hoàng tử kia vốn là đệ tử Phật môn, rất tín Phật, cho nên khi mà nghe một tội nhân
xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, bị đánh mà xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái vị hoàng tử cứ nghĩ rằng á, con người này không biết là bị tội gì, nhưng mà hoàng tử thấy rằng nó còn biết gì, biết niệm Phật, biết niệm Quan Âm, tức là gì, cái Phật tính ở trong gì, ở trong cái vị tội nhân kia. Lúc này là cái lúc gì, cần phải gì, phải thể hiện cái đức từ bi cứu khổ gì của mình để học Phật từ lâu. Cho nên là vị hoàng tử liền nán chân lại và hỏi cai ngục và hỏi những người đang tra khảo đó là, cái vị này mắc tội gì mà phải vào đây, mà phải bị tra khảo, bị đánh đập, đau đớn, thừa sống thiếu chết như thế. Thế cái vị cai ngục với những vị hành hình kia mới bảo là cái vị này vốn là gì? Là cầm đầu của một cái nhóm gì? Tạo phản. Thế vị hoàng tử mới nghĩ là một kẻ tạo phản mà biết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì rất khó, chắc nó phải có cái nguyên nhân sâu xa hoặc có uẩn khúc gì đó thì người ta mới tạo phản. Thế vị hoàng tử kia liền là hạ lệnh mà gì, cho tạm thời không đánh đập nữa và cho vị ăn uống, sau mấy ngày sau sẽ quay lại để đích thân đã tra hỏi xem nguyên do tại sao mà tạo phản. Vâng lợi vị hoàng tử kia và giám quan cai ngục liền là cho vị ăn uống. Mấy ngày sau đúng là hoàng tử quay lại, là khi đó vị đó đã được ăn uống, không bị đánh đập, cho nên sức khỏe hồi lại và nói được. Vị này mới kể ra là gì, nguyên nhân vì sao tạo phản. Vì cái ông quan huyện đó, ở cái quê hương của anh ta, tham lam vô độ, ức hiếp dân lành, lại gì, bắt vợ gì, bắt vợ của anh ta, bắt vợ của ông ta về làm gì, ép bắt vợ của ông ta về làm thê thiếp. Cho nên ông ta gì, uất ức quá, vì vậy mà gì, mới tạo phản. Vì hoàng tử kia liền là gì, hạ lệnh cho tri phủ và quan, các quan ở tri phủ, ở mình bây giờ gọi là tỉnh đó, quan tỉnh đó, nói nôm na là chủ tịch tỉnh đó, điều tra xem cái lời khai của cái tội nhân kia có đúng không. Cho đi điều tra, không mất mấy ngày, quả đúng thực, đến hỏi thăm dân chúng ở khu vực kia thì qua nguồn điều tra thì đúng cái vị quan tri huyện kia thì là vị cẩu quan, tham lam vô độ, tàn sát dân lành, cậy quyền cậy thế, bắt gái nhà lành để làm thê làm thiếp cho mình. Vì ngày xưa, chế độ ngày xưa chúng ta biết là vua có thể gì, hàng trăm nghìn thê thiếp, thì quan cũng có thể gì, vài chục gì, thê tử vài chục gì. Vợ thì chỉ có một, nhưng mà các thê thiếp thì gì? Thê thì có một, nhưng thiếp thì đầy. Cho nên cũng có vài chục, có thể có những vị thì vài trăm. Đó. Cho nên cái trường hợp này, khi mà điều tra ra như vậy thì vị hoàng tử kia vốn là vị hoàng tử rất là anh minh, liền là gì? Hạ lệnh cho bắt cái vị quan tri huyện kia và trả lại cái sự trong sạch cho gì, cái vị này, và cái vị vì sao mà tạo phản, có nguyên nhân của nó. Cho nên đó, liền bẩm với vua cha là liền là ra lệnh ân xá và thả cái vị tướng tạo phản này đi về. Đó, chúng ta thấy có tội đấy, tạo phản là có tội, nhưng mà may thay thì trong cái khi ở chỗ thập tử nhất sinh như vậy, trong lao ngục như vậy, lại được thế nào, lại lò dò lại được ngay vì hoàng tử đi vào, để vào đấy để làm gì thì chúng ta không biết, nhưng gặp ngay cái vị hoàng tử gì, anh minh đức độ và có tâm gì, có tâm Phật, vốn là một người gì, một người hoàng, một vị hoàng tử học Phật, có lòng từ bi của Phật, có trí tuệ. Cho nên á, thấy có một cái gì đó nó không ổn ở trong đó. Một kẻ biết niệm Phật thì chắc chắn rằng á, phải có một cái điều gì đó uẩn khúc thì họ mới tạo phản, chứ không phải là tự nhiên họ tạo phản. Không phải là do lòng, hoàn toàn do lòng tham. Bước đầu á,
họ ra uất ức. Nhưng xong rồi ấy thì chúng ta biết là có thể là gì, dần dần họ thể lòng tham nó nổi lên, cho nên mới tạo phản. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà ở trong cái lúc thập tử nhất sinh như vậy là nhớ lại gì? Nhớ lại cái thổ Hàn Vi, mẹ mình gì? Cho mình đi lắng đắng cho theo mẹ lên chùa và dạy cho gì, biết lễ Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà.